Ngày 17 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Phòng 2 Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Văn Tới, 40 tuổi ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình bắt khám xét thu giữ trên xe ô tô của đối tượng một ví trong đó có một căn cước công dân, một thẻ nhà báo, một giấy phép lái xe cùng các giấy tờ liên quan đều mang tên Ngô Văn Tới và 55 triệu đồng. Theo hồ sơ vụ việc, khoảng tháng 5 năm 2021, bà Lê Thị Hát, 53 tuổi ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, có một tàu cát bị lực lượng chức năng tạm giữ. Qua người quen giới thiệu, bà Hát có biết tới. Tới giới thiệu với bà Hát, mình có nhiều mối quan hệ, có thể lấy được tàu đang bị tạm giữ ra trước thời hạn. Do tin tưởng, bà Hát đã đưa cho tới 1 tỷ đồng để lấy tàu về, nhưng sau khi nhận tiền, tới không thực hiện lời hứa mà sử dụng vào mục đích khác để chiếm đoạt sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với phòng hai viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhanh chóng điều tra làm rõ hành vi phạm tội của ngô văn tới qua vụ việc trên cơ quan công an đề nghị những ai đã từng là nạn nhân của ngô văn tới đến cơ quan cảnh sát điều tra công an bắc ninh trình báo để được giải quyết